Mặc dù đã đi được gần một nửa chặng đường của năm 2021, nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước đứng ngồi không yên khi mà kênh xuất khẩu truyền thống phải đối mặt với nhiều rủi ro do hoạt động giao thương trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Việc đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam lên các sàn thương mại điện tử và xuất khẩu trực tuyến ra nước ngoài được xem là lựa chọn tối ưu nhất của doanh nghiệp nội ngay lúc này. Kính chào quý vị! Dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp khiến nhiều khách hàng e ngại khi phải đến các cửa hàng để mua sắm trực tiếp hay đến những nơi mua sắm tập trung đông người như chợ hay siêu thị. Thêm vào đó, lệnh giãn cách xã hội được ban hành trong thời gian gần đây cũng khiến sức mua tại các điểm cung cấp thực phẩm giảm đáng kể. Chính vì vậy, thông qua những sàn thương mại điện tử như Lazada, Vỏ Sò, Sen Đỏ hay những sàn thương mại điện tử quốc tế khác, các doanh nghiệp trong nước hy vọng những sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng dọn hàng lên mạng không chỉ là cứu tinh giúp các doanh nghiệp Việt xoay chuyển tình thế, mà còn mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu nếu biết nắm bắt lấy cơ hội. Hãy cùng Sài Gòn Times News phân tích sâu hơn vấn đề này. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tiêu thụ nội địa các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương được giao làm đầu mối chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các sàn giao dịch thương mại điện tử tạo điều kiện cho người bán, thương nhân kinh doanh nông sản tham gia sàn. Đồng thời, hỗ trợ và ưu tiên các thương nhân kinh doanh nông sản tham gia chương trình gian hàng Việt trực tuyến quốc gia và trên các sàn thương mại điện tử để giảm bớt khó khăn. Và mới đây, lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang được tổ chức phân phối một cách bài bản, có hệ thống trên đồng loạt cả 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Năm nay với cái tình hình diễn biến của đại dịch Covid càng khẳng định được là cái vai trò thương mại điện tử của Việt Nam nói chung là rất là khả thi. Nó đem đến lại giá trị cho người tiêu dùng cuối cùng là được tiêu thụ, được hưởng các cái sản vật và đặc biệt là tươi ngon. Còn đối với lại bà con nông dân ấy, thì có cơ hội bán, xây dựng thương hiệu cho hộ gia đình và cái thương hiệu đấy sẽ được biết đến tận người tiêu dùng cuối cùng. Và cái thứ ba nữa là giá mà chúng tôi cam kết đến cho bà con ấy là giá sẽ được ổn định, bình ổn và không bị tránh tình trạng là bị áp giá như các năm trước. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng trực tiếp lên sự phát triển của nền kinh tế toàn thế giới, việc chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang nền tảng số trở thành lẽ tất yếu giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm mô hình xuất khẩu linh hoạt và tối ưu nguồn lực. Gian hàng Việt là một trong những cái đề án mà chúng tôi kỳ vọng nó sẽ thúc đẩy đáng kể cái việc tiêu thụ nông sản bởi ba yếu tố sau đây. Yếu tố nhất là cái yếu tố khi mà chúng ta tập trung vào các cái hàng nông sản, đặc biệt là các sản phẩm ô cóp, những cái sản phẩm đặc sắc của các miền địa phương vào trong gian hàng Việt thì cái khả năng hoạt thị trường cho các cái sản phẩm nông sản cao hơn rất nhiều. Như tôi đã vừa nói là chúng ta có thể kêu gọi cái sự ủng hộ của các sàn thương mại điện tử để hiện thị hình ảnh, thể hiện được hàng đầu với những cái cuộc tìm kiếm trên các sàn. Thì đấy là một cái cách làm mà chúng ta thúc đẩy rất mạnh việc tiêu thụ hàng nông sản. Cái điểm thứ hai mà chúng ta đã làm giống như ta đang làm với một số sản phẩm như chúng tôi đã từng làm với lại dừa Bến Tre, rồi làm với lại Sơn La, rồi làm với lại vải thiều Hải Dương, Bắc Giang, tức là ta cũng sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước. Chúng tôi còn đã có công văn đi 63 tỉnh thành trong toàn quốc và với cái sự phối hợp của các địa phương thì chúng ta sẽ cung cấp sự bảo trợ và quản lý chất lượng cũng như là các thứ của những hàng nông sản này. Điều này là rất quan trọng, nó đem lại cái cạnh cao hơn rất nhiều đối với người tiêu dùng của cái hàng nông sản và đấy là một điểm cơ bản mà chúng ta thúc đẩy tốt hơn cái việc tiêu thụ hàng nông sản. Điểm thứ ba cũng rất là quan trọng vì đây chỉ là một điểm đầu của một hành trình chúng ta mong muốn chúng ta không có cuộc dài hơi có thể tiêu thụ hàng nông sản qua một cái kênh thương mại công nghệ mới hiện nay và có lẽ là một cái kênh sẽ rất phát triển rất mạnh trong tương lai, đấy là thương mại điện tử. Nhiều chuyên gia cho rằng xuất khẩu trực tuyến cũng đang dần trở thành xu thế tất yếu, tạo cơ hội cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu mới mẻ này, theo nhiều người, vẫn còn gặp nhiều hạn chế, rủi ro. Và đó cũng trở thành rào cản khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt còn dè chừng khi tham gia. Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi đưa ra quyết định giao thương lớn, các doanh nghiệp cần phải tìm tới dịch vụ tư vấn pháp lý nhằm đảm bảo điều khoản hợp đồng phù hợp, chặt chẽ. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tránh được những rủi ro đáng tiếc.
Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động xuất khẩu trực tuyến xuyên biên giới cũng không dễ. Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục xây dựng những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu trực tuyến. Xin được chuyển qua một số thông tin kinh tế đáng chú ý đăng trên Kinh tế Sài Gòn Online trong tuần này. Thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai gói an sinh xã hội 1.000 tỷ đồng. Mới đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố gói an sinh xã hội thứ hai để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Dự kiến tổng kinh phí cho gói an sinh lần này là hơn 1.000 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách của thành phố. Theo đó, sẽ có 6 nhóm đối tượng được áp dụng các mức hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bao gồm người lao động bị ngừng việc, hoãn việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng một người một lần trong thời gian 3 tháng, tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp do doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ mức 2 triệu đồng một người một lần. Người lao động tự do, không ký kết hợp đồng lao động như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố, không có địa điểm cố định như thu gom rác, phế liệu, bốc vác, chạy xe ôm sẽ được hỗ trợ mức 3 triệu đồng một người một lần trong thời gian 3 tháng, là tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ ngoài công lập sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng một người một lần trong tháng 5. Hộ kinh doanh cá thể bị giãn cách theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ một lần, và hộ thuộc diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một hộ trong thời gian 3 tháng. Thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 750.000 đồng một người trong thời gian 3 tháng. Dự kiến vào cuối tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua gói an sinh thứ hai này. Thực hư về phương thức mua nhà mới gần như không cần vốn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HOREA, cho biết thị trường bất động sản vừa xuất hiện phương thức kinh doanh mới dành cho khách hàng, đó là mua nhà mới gần như không cần vốn. Phương thức này áp dụng đối với các khách hàng có thu nhập ổn định và có sẵn quyền sở hữu căn nhà cũ. Trên thực tế, đây là trường hợp khách hàng vay tín dụng 100% giá trị hợp đồng mua nhà, được thế chấp bằng căn nhà cũ và căn nhà mới. Theo HOREA, đây là phương thức mua bán nhà, kết hợp hoán đổi nhà và kết hợp cả cho vay tín dụng có tài sản bảo đảm là căn nhà cũ và cả căn hộ mới, vừa giúp cho khách hàng không phải bỏ ngay một lúc khoản tiền mặt lớn để mua nhà mà vẫn có được căn nhà mới, vừa tác động giúp phát triển thị trường bất động sản thứ cấp, vừa giúp tăng trưởng tín dụng có tài sản bảo đảm, gần như không có rủi ro. Tuy nhiên, HOREA cũng khuyến cáo khi thực hiện phương thức mua bán kết hợp hoán đổi nhà và cho vay tín dụng có thế chấp này, khách hàng nên tìm hiểu kỹ. Hiệp hội đề nghị các chủ đầu tư dự án thực hiện phương thức giao dịch nói trên cần bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của khách hàng. Xuất khẩu gạo giảm cả giá và lượng, giá trong nước cũng giảm mạnh. Báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang được chào bán với mức 488 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% tấm là 463 đô la Mỹ trên tấn và gạo 100% tấm là 418 đô la Mỹ trên tấn. So với thời điểm giữa tháng 5 năm 2021, giá gạo của Việt Nam hiện đã đồng loạt giảm 5 đô la Mỹ trên tấn. Trong khi đó, nếu so với thời điểm giữa tháng 2 năm 2021, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đồng loạt giảm từ 25 đến 30 đô la Mỹ trên tấn. Áp lực từ giá thấp của Ấn Độ và Thái Lan cộng với nhu cầu từ thị trường nhập khẩu thấp là lý do khiến các doanh nghiệp trong nước phải điều chỉnh giảm giá bán gạo để phù hợp với tình hình mới. Ngoài yếu tố giá xuất khẩu điều chỉnh giảm, ông Nguyễn Thanh Phong, giám đốc công ty chế biến lương thực Vạn Lợi cho rằng, dù tình hình dịch COVID-19 đã khiến việc giao thương bị ngưng trệ, dẫn đến giá gạo giảm. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng 5 năm 2021 đạt hơn 2,24 triệu tấn, với trị giá đạt 1.218 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,07% về lượng và 4,27% về giá trị so với cùng kỳ.